Vốn nổi tiếng thơm ngon, sánh đặc và màu sắc đẹp, mật mía đã trở thành đặc sản vùng quê Nghệ An. Từ tháng 11 âm lịch, nhiều làng nghề mật mía ở Nghệ An bắt đầu nhộn nhịp vào vụ, hàng chục lò mật ngày đêm đỏ lửa phục vụ cho nhu cầu của người dân dịp Tết, ghi nhận tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 30 Tết. Thế nhưng gia đình chị Mai, chủ cơ sở sản xuất mật mía Tân Hương, vẫn tất bật làm hết công suất mới đủ sản lượng mật cung cấp cho thị trường. Năm nay, mật mía vừa chất lượng, giá lại cao, dễ bán, nên cả làng nghề mật mía đều phấn khởi. Vào dịp Tết này là gia đình tôi cung cấp cho thị trường Tết là khoảng 250 lít mật. Mà mình muốn đạt cái sản lượng ấy là mình phải làm cật lực từ 6 giờ cho tới khoảng 20 giờ đêm đó, khoảng 20 giờ đêm, dạ. Còn là tiêu thụ cho các tỉnh và một số tỉnh lân cận khác, mình có thể gửi đi các vùng khác như Hà Nội và Sài Gòn. Chúng tôi làm một ngày được 600 lít mật, một ngày mới đủ cung cấp cho các nhà thương lại, cung cấp phục vụ ngày Tết cho bà con. Huyện Tân Kỳ có hơn 4.000 hecta diện tích trồng mía và 117 hộ sản xuất mật mía. Tổng sản lượng dự kiến đạt 156.000 lít mật. Nghề làm mật mía chủ yếu tập trung tại hai xã Phú Sơn và Tân Hương. Vụ Tết năm nay có hộ sản xuất được 250 phi mật, mỗi phi 200 lít, tổng doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Trừ chi phí, họ thu về từ 300 đến 400 triệu đồng. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì các cái hồ làm nghề mía truyền thống này là hối hả ngày đêm, là tập trung hết công suất để sản xuất mía, mật mía để phục vụ cho nhu cầu Tết của bà con trong và ngoài tỉnh. Nói chung mật mía ở Tân Hương nói riêng và cũng như Tân Kỳ nói chung thì rất là sánh mịn, đẹp và rất là ngọt, được rất là nhiều cái tiểu thương như là đi mua, thu mua về phục vụ cho bà con trong toàn quốc. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng mật mía tăng cao, đặc biệt các làng nghề làm bánh kẹo đã tìm đến thu mua, nên sản phẩm mật mía tiêu thụ mạnh, ngày càng có giá thành cao. Nghề làm mật mía truyền thống đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, góp phần phát triển kinh tế ở nhiều vùng nông thôn Nghệ An.